Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng, sáng nay quân đoàn 3 đã tổ chức luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan và các mục tiêu được giao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên. Tình huống giả định là các thế lực phản động đã lôi kéo, kích động biểu tình, bạo loạn. Với công tác nắm, đánh giá đúng tình hình, quân đoàn 3 đã khẩn trương cơ động các lực lượng, xử lý nhanh chóng các vụ việc, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn. Thông qua nội dung này giúp cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn vệ binh 27 nâng cao được khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu để ngăn chặn các đối tượng biểu tình bạo loạn. Làm cơ sở chúng tôi vận dụng vào trong quá trình huấn luyện, rèn luyện bộ đội. Điểm nổi bật trong cuộc diễn tập này là yêu cầu về công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng phải rất chặt chẽ, khoa học và không có sự sai sót. Các nội dung trong cuộc diễn tập cũng gắn sát với tình hình thực tế để các lực lượng khai thác triệt để trang bị, thực hành xử trí tình huống hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ là tổ chức sát thực tế hơn và cũng đưa ra các biện pháp về kỹ thuật cũng như chuyên ngành làm sao cho phù hợp nhất và đạt được kết quả mục tiêu nhất. Chúng tôi tiếp tục rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo các đơn vị tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập, nhất là thực hiện các nhiệm vụ trong quân đoàn, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương ở các đơn vị trên địa bàn đóng quân để sẵn sàng xử trí các tình huống. Qua cuộc luyện tập đã tiếp tục nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ quân đoàn 3, không để bất ngờ bị động trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.